Rồi mình chịu chưa? Con Vi nó sắp lên hay sao? Mày nó ở mít. Chỉ gì nó không lên nó hỗ trợ team. Đây rồi. Bruh. Hello Việt Nam. Hello. Hiếm lắm mới gặp anh em ở Việt Nam ấy. Hello thì hello. Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại với Starboy VN Tốc Chiến. Clip này thì mình sẽ mang đến anh em đó là một cái con Gragatimus. Thì ở bảng PC, ở bảng Liên Minh Huyền Thoại thì mình rất là thích chơi con Gragat này. Cũng đi mid luôn, full phép. Thì con này nó cần, đó là cái sự tính toán tư duy về những pha combo cũng như là bật tục rượu hover đó. Nên mình khá thích con này. Ok, với lại nó cơ động nữa, nó có cái skill lướt là lướt được chạy thoát nữa. Ok, vẫn như là đang hành trình leo rank anh em nha. Hiện tại đang dừng chân ở vàng 2, khá là căng. Thắng thua liên nguyên. Yo. Server này như cả coi như là mấy server chơi chung lại hết hay sao ấy. Có mấy ông Hàn Quốc rồi mấy ông Singapore rồi mấy ông Thái Lan đầy đủ hết. Không biết là chừng vừa cái mấy chủ Việt Nam thì không biết là mình còn có thể đăng nhập cái nick này để chơi hay không. Chắc là phải tạo cái nick mới với một cái tên mới rồi. Chắc là không thể nào mình sử dụng lại nick này nữa rồi. Việt Nam thì chúng ta chờ đến khoảng tháng 12, mình nghĩ chắc là tầm khoảng đầu tháng 12. Và cái bản Tết thì không biết là chắc sẽ có sớm hơn tháng 12 mà không biết là ngày nào. Ồ, trí đấy. Cảm thấy trí đến từ fit của đội bạn. Đang nghe skill nhảy đâu như né cái thùng lựu của mình. Được bạn. Rồi con này đầu game cứ farm thôi. Nên em có thể cấu rỉa với cái skill thùng lựu nổ. Né hộ cái. Anh em phải, anh em muốn nổi nhanh đó thì giống với bản PC thôi. Anh em ấn vào cái chiêu 1-2 lần. Đó. Đây là bản mobile mình tạm đọc mới là chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 đi nha. Khỏi WR đi. Mình chắc mình vừa ăn cái đấy rồi. Đó, chúng ta cứ farm lính như là bình thường thôi. Nào đủ như là skill, nó sẽ combo. Hổ báo đấy. Cái này mình sử dụng cái ấy nên hướng nó không chuẩn cho lắm. Ui rồi ôi, hồ báo này. Wow. Thật sự là sinh dao ở trên cái bản mobile mình cảm thấy nó mạnh kiểu gì đó nha mà. Hôm bữa mình quên mua sinh dao. Ê, Vi. Không bỏ mình rồi, không kỳ bỏ. Chờ ông ta, chờ ông ta. Sao phải sang? Giáp đồ ra nhiều ấy. Đồ xanh sắp có cái skill air. Sắp chơi lại nó, với lại nó có hai bùa. Hai bùa hơi khó chơi. Với lại con Vi ở trên này, cái chiêu W của nó là tạo giáp hay sao? Bữa xem mạnh mò. Bảo skill W tạo giáp, mình chưa chơi con Vi thử. Trên mạng PC thì chiêu nó khác. Chiêu W, để mình nói chiêu gì nhỉ? Hồ báo đấy, đậu xanh bạn. Nè, coi này, thấy cái sự chủ mực. Nói. Chạy đi đâu? Hình như quả flash của mình hơi phí thì phải, nó bị con lính giết chết thì phải. Mình chưa kịp quánh nó mà. Flash hơi phí qua đó nhưng mà flash cái này hồi nhanh. 160 giây à. Còn đó. Đó là cái mà mình thích chơi ở con Gragas này đấy. Mình cần cái sự tỉ mỉ và chính xác chuẩn cái đường đi của nó để mình có những cái pha ném bật vờ ngay cái thùng, ngay cái chiêu đầu của mình. Nổ ngay thùng rượu chiêu đầu của mình. Đó. Nên mình rất là thích chơi kiểu như con Gragas hay là con Azir hay là mấy con Gangplank. Mình thích chơi những con phải đẹp được cái kỹ năng, có cái sự tính toán. Nên có anh em giống mình không? Hay là anh em thích chơi con nào anh em comment xuống dưới nha. Ui, thích ganh.
đỡ nào không? Rồi. Thích kìa. Xong bỏ miệng lúc rồi. Thích ăn hại quá, chả làm được gì cả. Tự nhiên xuống ủi lúc một cái xong bỏ chạy. Quá non, gặp mình thích là cũng coi như là hơi bị gơ đấy. Ôi trời ơi, tóc biến rồi luôn. Phải có trường sát. Ủa? Ủa con vay nên nó đâu ta? Pha lão không lẽ là nó quay lại hướng mình à? Nó không chạy vừa à? Nghe thôi quá là sao đó lại hụt. Rồng ơi, lấy rồng nước để tăng cái tốc độ hồi phục. Hồi mana hồi máu nhanh hơn. Nếu mình nhớ không lầm thì mình cũng ít đi rừng nên không biết mấy con rồng này nó chỉ số nhiều cho lắm. Thường thường là chủ yếu mình đi mid đó, với lại đi top. Còn trên mạng mobile này thì nói chung là chơi cái đường này mình thấy nó cũng khá là dễ thôi. Chắc là do rank mình vẫn còn khá là thấp. Ui à, để xích đây. Hy bạn lấy con xe. Sắp có con tì rồi. Dọn lính quá nhanh luôn. Các anh em dùng W và Q thì với cái coi như là cái gì ta, cái vọng âm đúng không, nó nổ ra thì một phát dọn hết bại lính luôn. Dọn lính rất là nhẹ nha mày. Đó. Sao chơi không? Lại có một pha combo chuẩn mực. Oh. Mình ném cái chiêu cuối ở bên mé bên phải một tí thôi là được rồi. Một pha canh hơi lệch đây, mà không là sẽ có một cái pha bong vơ khá là chuẩn xác này. Và đó hơi sai một tí. Mít chạy đâu rồi. Thì nắp trong trụ à. Nếu mà anh em không thấy nó thì anh em nên được. Mình giật phích nhát quá. Nói chung đánh tranh mà thì rất là khó để có những pha coi như là hồ báo máu chó. Đa số là những em chơi rất là cẩn thận, chỉ chờ đợi vào việc rừng gank thôi. Nhà lên đẩy tính đó rồi. Chưa gì nát boss nát top. Chơi. Enemy slain. Rồi mình sẽ chờ. Con Vi nó sắp lên hay sao? Mày nó ở mít, chỉ gì nó không lên nó hỗ trợ tiên. Đây rồi. Sự chuẩn xác, độ xanh. Chờ đợi gì nữa? Mùi. Đó là cái mà mình thích ở con Ragaz này. Những pha coi như là rất là cục xúc và chuẩn xác. Cần sự tính toán tỉ mỉ. Thôi thắng luôn thôi, game dở vãi chưởng, mới 8 phút rồi anh em. Một trận đấu với 8 phút. Trận này có xin giao đi rừng héo. Ông Việt Nam. Đây rồi. Trận này nhàn quá anh em ạ. Chả phải làm gì nhiều, tìm đánh hết trơn rồi. Chắc là xin giao Việt Nam. Cướp à. Ồ. Ảo giờ qua đó mình đi vào cái con gần coi như là vào con cá rồi đấy mà sao rồi không dính ta. Thôi lội tướng rồi. Bụng thì bự. Ôi sao trái kìa. Không hết não được. Rồi đó tự dưng nó lại đi vào hướng bên team mình đậu xanh. Tưởng nó phải chạy vờ. Con này phải cần sửa hết não chuẩn xác thì mới có những pha combo đẹp được. Đẩy nát boss luôn. Trời ơi game quá dở luôn. Leo lên quá đơn giản. Quá là nhàn.
Thôi kết thúc trận đấu. Nasus không chịu pha. Nasus thì cuối game nó mạnh. Quả này đầu game này hết rồi thôi chứ. Chờ bời nữa. Ui trời ơi la liếm. Hết lính rồi. Rồi 5k7 tiền, 5k8 tiền thôi. Vừa mua đồ thôi. Nãy giờ chả mua đồ. Team mình lập. Oh shit. Ôi tí thì bay màu lắm. Gần 6k tiền, 6k tiền mới vừa. Trời sao. Kiểu team mình lực quá rồi, chả cần cái sự góp mặt của mình mấy. Nhưng mà tính ra cơ đa của mình cũng đang khá là bén đấy. 3-1-3. Baron luôn à. Rồi. Quả này làm quả Baron xong rồi kết thúc trận đấu vừa. Đã chọn thôi. Nên rồi. Anh này bút lính lên để kết thúc trận đấu nhanh. Không ai vào. Đã sát cái này đi ăn bù đồng. Phải chiến. Enemy team head sure. Thì bạn đầu hàng rồi phải. Begin stupid. Thì giấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Clip này khá là nhạt với Ragaz đi rank nhưng mà rất là đơn giản với team gánh khá là lực. Mình chả phải làm gì nhiều. Lên cái rank này dừng chân tại chỗ nè, khá là kẹt, thắng thua liên miên. Cho mấy này một like. Ông quý này có 2 điểm được MVP luôn rồi. 4-3-5 3-1-2-3-0-7. Cũng không có nào xanh quá, nói chung là cả team đều xanh đều. Ok, hẹn gặp anh em những clip lần sau. Anh em thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký kênh như bật chuông nhé. Hẹn gặp anh em. Bye bye anh em, see you again, bye bye.